cơ thủ Việt Nam tiếp tục vùi dập huyền thoại bia thế giới. Tối ngày 9 tháng 3, giờ Hà Nội, Lương Đức Thiện thắng cách biệt 5, một cơ thủ từng 3 lần vô địch thế giới Austrian trong khuôn khổ Premier League Pool diễn ra tại Leicester, Anh. Ngay sau chiến thắng 5-0 trước phù thủy Bia Chris Melling, Lương Đức Thiện tiếp tục chạm trán thêm một cựu vô địch thế giới Austrian. Ngay ở trắc thi đấu đầu tiên, sau cú Depa ăn bi mục tiêu số 1, thế bi thuận lợi để Đức Thiện thực hiện tình huống cộng bi mục tiêu số 2 và bi mục tiêu số 9. Anh dễ dàng tận dụng cơ hội này để vươn lên dẫn trước 1-0. Sang trắc đấu thứ hai, cú Depa không ăn bi nào của Strickland tạo một hình bi mở cho Lương Đức Thiện. Anh không mắc một sai lầm từ món quà của đối thủ để nhân đôi cách biệt. Tiếp đà thăng hoa, Lương Đức Thiện có một cú rung vô úc hoàn hảo ở trắc đấu thứ ba để nhanh chóng nâng tỷ số lên 3-0. Austrian lần đầu có một cú Depa tốt ở trắc 4, hình bi rất mở cho huyền thoại người Mỹ, nhưng ông đã mắc sai lầm khi không thể ăn thành công bi mục tiêu số 5. Cơ hội lại được trao cho Lương Đức Thiện và trước một hình bi quá đơn giản, cơ thủ đến từ Bắc Cạn đã không gặp khó khăn nào để nâng tỷ số lên 4-0. Ở trắc đấu thứ 5, Lương Đức Thiện mắc sai lầm đầu tiên trong trận khi điều lỗi lực từ bi mục tiêu số 1 sang bi mục tiêu số 2. Anh buộc phải thực hiện một cú ta băng với hy vọng ăn bi mục tiêu số 2 bởi hình bi đã quá mở. Đức Thiện không thành công với cú đánh này và Strickland đã tận dụng tốt cơ hội để có trắc thắng đầu tiên. Trắc đấu thứ 6 chứng kiến sự xuất sắc của Lương Đức Thiện. Bi mục tiêu số 1 nằm sát với bi mục tiêu số 8 và đã hết đường riêng, nhưng Đức Thiện đã thực hiện một tình huống cân băng xuất sắc để ăn bi mục tiêu số 1. Hình bi sau đó là thuận lợi để đại diện của Việt Nam kết thúc trận đấu với tỷ số 5-1. Austrian sinh năm 1961, là một trong những cơ thủ nổi tiếng nhất thế giới. Huyền thoại người Mỹ từng là đối thủ lớn nhất của phù thủy Efren Reyes trong suốt thời gian đỉnh cao sự nghiệp của cơ thủ người Philippines. Đây là chiến thắng thứ 5 của Lương Đức Thiện ở giải đấu lần này. Với chiến thắng này, Lương Đức Thiện vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và vẫn còn hy vọng đi tiếp. Ở trận tiếp theo, anh sẽ đối đầu với Skiller Upo vào rạng sáng ngày 10 tháng 3, giờ Hà Nội.